các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về đề tài của sự nỗ lực. Ý nghĩa của nỗ lực là gì? Sử dụng quyền lực có ý thức là một công việc khó khăn đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Nỗ lực nghiêm túc, cố gắng nỗ lực để giảm chi phí. Thứ gì đó được tạo ra bởi sự cố gắng hoặc thử cuốn tiểu thuyết là nỗ lực đầy tham vọng nhất của cô ấy. Nói nỗ lực có đúng không? Bạn cần xem từ khối lượng ở đó như một công việc, và thực sự nỗ lực trong câu có nghĩa là tổng số công việc liên quan. Nỗ lực chỉ ra những nỗ lực mà bạn không thực sự muốn áp chế, ngay cả khi cuối cùng chúng ta thành công. Một người đã nhiều lần không thành công nhưng vẫn tiếp tục cố gắng. Ví dụ về nỗ lực là gì? Nỗ lực được biểu nghĩa là sử dụng năng lượng, thể chất hoặc tinh thần, hành động hoặc kết quả của việc cố gắng làm điều gì đó. Một ví dụ về nỗ lực là ai đó sử dụng bộ não của họ để lập kế hoạch. Một ví dụ về nỗ lực là viết một lá thư. Tại sao nỗ lực lại quan trọng như vậy? Nỗ lực dạy chúng ta rằng chúng ta có thể làm được nhiều hơn những gì chúng ta tưởng. Chúng ta học các kỹ năng và khả năng mới khi chúng ta dành thời gian để nỗ lực nhất quán. Mỗi thành công mới mà chúng ta đạt được thông qua nỗ lực của mình đều làm tăng niềm tin vào bản thân và khả năng của chúng ta. Nỗ lực giúp chúng ta tập trung vào thành công. Bạn mô tả nỗ lực như thế nào? Thứ nhất, phối hợp liên quan đến nhiều người hoặc nhiều tổ chức làm việc cùng nhau một cách xác định. Thứ hai, siêng năng hoàn thành việc làm điều gì đó rất cẩn thận và rộng rãi. Thứ ba, tất cả đi ra. Thứ bốn, tiết lộ. Thứ năm, kinh. Thứ sáu, như thể cuộc sống của bạn phù hợp vào nó. Thứ bảy, trải rộng. Thứ tám, vĩ đại. Nó có giá trị nỗ lực trong một câu không? Nhưng nếu bạn sẽ mắc kẹt ở đâu, bạn đang ở trong một vài năm nữa, nó sẽ rất dễ dàng để nỗ lực. Vì vậy tất cả những nỗ lực mà hy sinh chăm chỉ của họ sẽ rất xứng đáng. Một kế hoạch tập thể dục sẽ đáng để bạn nỗ lực, và làm cho nó trở thành nỗ lực của cả nhóm sẽ tạo thêm hứng thú. Giá trị của nỗ lực là gì? Các giá trị của nỗ lực không phải là bẩm sinh, nhưng là kết quả của việc học và đi kèm kết hợp với động lực. Nỗ lực chỉ tồn tại nếu chúng ta nghĩ rằng điều gì đó đáng để chiến đấu. Đó là lý do tại sao việc tìm kiếm tia sáng đó ở một đứa trẻ là điều cần thiết. Bạn là tấm gương của họ trong cuộc sống. Tại sao nỗ lực lại quan trọng? Ở đâu là việc? Nỗ lực có mỗi ngày quan trọng hơn bất kỳ tài năng thiên bẩm nào mà có thể có. Ngay đầu đó là lúc bạn có thể thực hiện làm việc hướng tới thành công kinh doanh, có thể dẫn đến việc học và kỹ năng mới và xây dựng trên đó tài năng thiên bẩm, cũng cho phép bạn xác định cơ hội và tận dụng chúng. Có phải là cảm ơn? Có phải là cảm ơn bạn đã nỗ lực hoặc cố gắng của bạn? Cảm ơn, cả hai đều có thể hoạt động tùy thuộc vào những gì bạn ở trong lòng. Nếu là một lần bạn phải nỗ lực rất nhiều, thì cảm ơn bạn đã nỗ lực rất nhiều sẽ phù hợp. Nó cũng có thể hoạt động nếu trong một khoảng thời gian nhiều nỗ lực đã được đưa ra và bạn muốn đề cập đến thời điểm đó cùng một từ ngữ sẽ phù hợp. Làm thế nào để bạn mô tả rất nhiều nỗ lực? Dưới đây là một số tính từ chỉ nỗ lực: đáng kể, có ý thức, đau đớn, đổ mồ hôi, mức tối thiểu, cực kỳ cuối cùng, trực tiếp hoặc cục bộ. Khoa học toàn cầu: đáng kể, dũng cảm và đau đớn. May mắn hay nỗ lực quan trọng hơn?
trong cuộc sống. May mắn sẽ xảy ra một cách tình cờ, vì thế đó không phải là điều cần thiết trong cuộc sống như là một nỗ lực. Các nỗ lực xây dựng chuyên môn và tăng cường cải thiện bản thân để bạn có thể thực hiện tốt hơn trong các hoạt động và trở nên thành công với thời gian. Tùy thuộc theo may mắn có nghĩa là ai đó sẽ ở lại một thời điểm trong cuộc đời cho đến khi điều đó xảy ra. Tại sao nỗ lực lại quan trọng trong một mối quan hệ? Càng nỗ lực nhiều hơn cho mối quan hệ thì mối quan hệ đó càng bền chặt. Cách duy nhất để duy trì một mối quan hệ là đầu tư thời gian và năng lượng vào một mối quan hệ và để người kia đáp lại. Nếu họ không nỗ lực ít nhất bằng hoặc nhiều hơn để dành thời gian cho bạn thì thời gian đó sẽ mất dần đi. Làm thế nào để bạn cảm ơn ai đó vì những nỗ lực của bạn? Thứ nhất, tôi muốn cảm ơn bạn đã giúp tôi ngày hôm nay. Thứ hai, cảm ơn bạn rất nhiều về sự giúp đỡ của bạn. Thứ ba, tôi chân thành đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn với sự dự án ngày hôm nay. Thứ bốn, cảm ơn bạn đã trở thành một thành viên có giá trị trong nhóm của chúng tôi. Thứ năm, cảm ơn vì đã giúp tôi hoàn thành mục tiêu của mình. Thứ sáu, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi cho buổi đào tạo của bạn ngày hôm nay. Nhớ subscribe hay đăng ký ở kênh YouTube để xem video kế tiếp. Cảm ơn.